Kính thưa quý vị, theo các nghiên cứu thống kê, 90% số người bệnh cắt tử cung là do các khối u xơ lành tính. U xơ tử cung là những khối u phát triển từ trong thành tử cung, có bản chất là xơ và cơ lành tính. Các khối u xơ tử cung có kích thước nhỏ, từ vài mm cho đến rất to. U xơ tử cung thường gây nên các triệu chứng như đau tức bụng dưới, ra máu nhiều khi có kinh, ra máu kéo dài hoặc gây nên các vấn đề đi tiểu nhiều ở phụ nữ. U xơ tử cung là loại u thường gặp nhất trong các u liên quan đến đường sinh dục phụ nữ. Theo các nghiên cứu dịch tễ học, có gần 20% phụ nữ ở độ tuổi sinh sản mắc u xơ tử cung. Các khối u xơ nhỏ có thể tiến triển tăng kích thước lên rất nhanh theo sự thay đổi nội tiết của người bệnh. Một phương pháp điều trị không phải mổ cắt u xơ tử cung đã được áp dụng nhiều năm nay, đó là can thiệp nút mạch. Đây là phương pháp điều trị ít xâm lấn với ưu điểm là người bệnh không phải cắt tử cung, thời gian nằm viện ngắn và hầu như không gây đau đớn. U xơ tử cung là một khối u lành tính xuất phát ở trong thành tử cung. Vì là nó lành tính và nó không bao giờ phải tiến triển thành ác tính, cho nên là đa số những cái người phụ nữ mà có cái khối u xơ tử cung nếu mà không có triệu chứng gì cả thì không cần phải điều trị gì hết, chung sống suốt đời với cả khối u đó. Tuy nhiên là khi mà cái khối u nó to nhanh, nó tăng kích thước hoặc là nó gây ra các triệu chứng thì lúc bây giờ cần phải điều trị. Bản chất của u xơ tử cung nó thường là nó rất là nhiều mạch máu nuôi. Chính vì thế cho nên là cơ chế của cái việc điều trị nút mạch u xơ tử cung là làm thế nào mà cắt được cái nguồn máu nuôi cái khối u đó, thì cái u đấy nó sẽ thiếu máu, nó giảm nuôi dưỡng và nó sẽ teo đi. Thì đấy chính là cái cơ chế của cái việc điều trị nút mạch u xơ tử cung. Trước khi đến khám tại đây thì tôi thấy là khi bị kinh thì tôi đau bụng, sau đó khi kinh bình thường thì 3 ngày thì hết, nhưng mà khi có u xơ tử cung thì 5 ngày tôi mới hết. Nhưng mà tôi thấy bụng tôi nó cứ to ra. Khi mà tôi biết là tôi bị u xơ tử cung ấy thì tôi cũng rất là bình tĩnh. Tôi tư vấn bác sĩ và tôi đã được bác sĩ Hà ở Viện Đào Y và bác sĩ Phương là giới thiệu cho tôi cái phương pháp nút mạch. Tôi rất là sợ mổ bình thường thì sẽ có khả năng là bị cắt tử cung, nhưng mà mổ nút mạch thì sẽ không bị cắt tử cung như vậy, và phương pháp nó sẽ nhẹ nhàng hơn, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Nên là tôi đã chọn cái phương pháp nút mạch này, an toàn cho cái tử cung của tôi và tôi có thể đảm bảo đẻ được một đứa con nữa. Phương pháp điều trị nút mạch u xơ tử cung ra đời từ rất là lâu rồi, và cái phương pháp đấy nó vẫn đang được áp dụng thường quy ở trên thế giới, các nước trên thế giới cũng như là ở Việt Nam. Các cái dữ liệu nghiên cứu về phương pháp điều trị nút mạch u xơ tử cung thì cho thấy rằng là đây là một phương pháp điều trị rất là an toàn và hiệu quả cho những người mà mắc cái u xơ tử cung có triệu chứng. Khi nút mạch tử cung xong thì tôi được điều trị ở bệnh viện khoảng 2 đêm, tôi ở bệnh viện 2 đêm. Sau khi nút mạch xong thì khoảng sau 8 tiếng tôi đã có thể tự đi vệ sinh được rồi, tôi không bị đau. Hết thuốc đang giảm đau, tôi cũng không phải dùng thêm thuốc giảm đau gì cả. Và ngày hôm sau tôi đã ăn cháo được, tôi đã tự đi lại bình thường, tự sinh hoạt bình thường, tự chăm sóc được bản thân, không cần phải người nhà chăm sóc. Khi mà người nhà tôi thấy tôi như thế thì người nhà chỉ phải đến buổi tối là ngủ cùng tôi ở viện thôi. Còn ban ngày thì tự tôi ở bệnh viện và không cần phải người nhà ở cạnh. Ở bệnh viện thì đã có các bác sĩ chăm sóc mình rồi và tôi cũng đã tự được mọi việc. Và sau khi mổ nút mạch xong tôi về nhà thì chỉ khoảng 5 ngày sau là tôi đã trở lại cuộc sống bình thường, tôi đã đến cơ quan làm việc bình thường và không có cái nào ảnh hưởng đến cái sức khỏe của tôi cả. Gần đây thì có những cái tiến bộ rất là nhiều trong cái công nghệ nút mạch, ví dụ như là cái phương pháp tạo ảnh 3D cho các cái mạch máu để nuôi khối u, cho phép người ta có thể xác định rõ cái nguồn cấp máu của cái khối u xơ tử cung. Ngoài ra thì những cái tiến bộ về các cái vật liệu nút mạch, ví dụ như là các cái vi ống thông, các cái hạt nút mạch đấy, thì cho phép là những cái vi ống thông nó có thể rất là mềm, rất là nhỏ, đi sâu vào trong các cái mạch máu nuôi khối u. Chính vì thế cho nên là bảo tồn được tối đa cái cơ tử cung lành xung quanh, cũng như là không hề ảnh hưởng gì đến các cái cấu trúc của các tạng xung quanh, mà vẫn có thể điều trị một cách triệt để cái mạch nuôi khối u. Đấy là những cái công nghệ mà gần đây người ta áp dụng để cho phép tăng cái tính hiệu quả cho cái việc nút mạch lên. Và chính vì thế cho nên là cái kỹ thuật này ngày càng được áp dụng rất là rộng rãi ở trên thế giới cũng như là ở Việt Nam. U xơ tử cung khá thường gặp và là bệnh lành tính, đa số không cần điều trị can thiệp ngoại khoa. Khi có triệu chứng nặng như đau bụng kinh, ra máu nhiều, kinh nguyệt kéo dài, sơ thấy khối u ở bụng,
đi tiểu nhiều lần mới cần phải điều trị ngoại khoa hoặc can thiệp nút mạch. Nút mạch điều trị u xơ tử cung là một phương pháp ít xâm lấn, độ an toàn cao, hiệu quả, bảo tồn được tử cung. Quý người bệnh có nhu cầu thăm khám với các chuyên gia của Bệnh viện Đào Y Hà Nội, vui lòng liên hệ tới số điện thoại tổng đài 1900 6422 để được tư vấn và hướng dẫn.